Thi ca 2. Cái thấy của người chứng đạo về nhân pháp. Phiên âm: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Dịch nghĩa: chứng thật tướng, thấy rõ cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không, tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì, a tỳ nghiệp, vì gì mà hiện hữu. Đấy lẽ thật, đây lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ, được phép thệ, dù thề độc cũng xin cam nhận. Trực chỉ: người chứng đạo quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô tướng, người ta sẽ không còn chấp nhân và pháp. Do diệt bỏ ý niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát khinh an đến độ tự tại, như như bất động. Vì vậy, cái gọi là nghiệp a tỳ nếu có, cũng tự hóa giải tiêu xong. Đó là sự thật mà đạo lý có thể chứng minh. Nghiệp a tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ý niệm chấp mắc, chấp nhơn và chấp pháp, là hai đối tượng chấp. Nó sanh ra vô vàn đau khổ và là nguyên nhân đau khổ. 84.000 trần lao phiền não đều do hai thứ chấp, nhơn pháp mà ra. Thấy biết rõ tánh chất vô nhơn, vô pháp, thì diệt hết khổ nạn a tỳ trong sát na là chân lý đương nhiên vậy. Người học Phật, tu Phật, không được thề. Vì thiết tha với chân lý, vì muốn truyền trao chánh pháp trong sáng cho mọi người con Phật, tác giả chứng đạo ca phải thốt ra lời như cam kết, như tự thề, để nói lên nỗi lòng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp. Được phép thệ, dù thề độc cũng xin cam nhận.